Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 2. Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 2 bài 56 33 5. Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1 tính 43 trừ đi 9 bằng bao nhiêu? 43 9. Ở đây các em sẽ thực hiện phép tính từ phải sang trái. Đầu tiên các em lấy 3 trừ 9 3 không trừ được 9 Các em mượn một trục của 4 Thì lúc này các em có một trục cộng với 3 đơn vị là 13 13 trừ 9 Các em đã học cách tính nhẩm 13 trừ đi một số Là bài 55 13 trừ đi 9 Thì 9 các em phân tích thành 3 cộng 6 Như vậy các em lấy 10 trừ 6 bằng 4 Do đó 13 trừ 9 bằng 4 các em viết 4 4 sau khi đã cho 3 mượn một chục Thì sẽ còn lại là Là 3 chục Như vậy 43 trừ 9 bằng 34 Tiếp theo các em thực hiện phép tính 33 Trừ đi 5 Bằng bao nhiêu Các em thực hiện phép tính từ phải sang trái Đầu tiên các em lấy 3 trừ 5 3 không trừ được 5 Mượn một chục ở hàng chục tức là mượn một trục của 3. Thì lúc này các em có một trục cộng với 3 đơn vị là 13. 13 trừ 5, các em nhỏ 13 trừ 5. 5 thì bằng 3 cộng 2, như vậy các em lấy 10 trừ 2 bằng 8. Do đó 13 trừ 5 bằng 8. 3 sau khi đã cho mượn một trục thì còn lại là hai chục Như vậy 33 trừ 5 bằng 28. 73 trừ đi 6. 3 không trừ được 6 Mượn một chục của 7 là 13. 13 6 các em nhẩm như sau. 6 thì bằng 3 cộng 3. Như vậy các em lấy 10 3 bằng 7. Do đó 13 6 bằng 7. 7 chục sau khi đã cho 3 mượn một chục thì còn lại là 6 chục. Như vậy 73 đi 6 bằng 67. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 93 trừ đi 8 bằng bao nhiêu? các em trừ từ phải sang trái 3 không trừ được 8 mượn một chục của 9 là 13 13 trừ 8 các em nhẩm như sau 8 thì bằng 3 cộng 5 như vậy các em lấy 10 trừ 5 bằng 5 do đó 13 trừ 8 bằng 5 9 sau khi đã cho 3 mượn một chục thì sẽ còn lại là, là 8 chục 93 trừ 8 bằng 85 Tiếp theo là 23 trừ đi 4 bằng bao nhiêu? Các em trừ từ phải sang trái, 3 không trừ được 4, mượn một chục của 2. Thì lúc này, một chục cộng với 3 đơn vị là 13. 13 trừ 4, các em nhảm như sau. 4 bằng 3 cộng 1. Như vậy, các em lấy 10 trừ 1 bằng 9. Do đó, 13 trừ 4 bằng 9. 20 sau khi đã cho mượn một chục thì sẽ còn lại là là một chục. 23 trừ 4 bằng 19. Tiếp tục em sang bài tập số 2 tìm x. Câu A là x cộng 7 bằng 63. X ở đây đóng vai trò là số hạng chưa biết của một tổng. Thì muốn tìm số hạng chưa biết của một tổng em làm thế nào? Chúng ta có số hạng 1 cộng số hạng 2 bằng tổng. Muốn tìm số hạng 1, các em lấy tổng trừ số hạng 2. Muốn tìm số hạng 2, các em lấy tổng trừ đi số hạng 1. Tức là muốn tìm số hạng chưa biết của một tổng, thì các em sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Cụ thể ở đây x là số hạng chưa biết Của một tổng. Các em sẽ lấy tổng là 63 trừ đi số hạng đã biết tức là trừ đi 7. 63 7, các em lấy giấy nháp đặt tính và thực hiện phép tính. 63 7. Các em trừ từ phải sang trái. 3 không trừ được 7. Các em mượn 1 chục của 6 là 13. 13 7 các em nhập như sau thì bằng 3 cộng 4 Các em lấy 10 trừ 4 10 trừ 4 bằng 6 Như vậy 13 trừ 7 bằng 6 60 sau khi đã cho 3 mượn 1 chục Thì còn lại là 5 chục Như vậy 63 trừ 7 bằng 56 X bằng 56 Câu B là 8 cộng X bằng 83 X bằng bao nhiêu X ở đây cũng đóng vai trò là số hạng chưa biết của một tổng Muốn tìm x em lấy tổng là 83 trừ đi số hạng đã biết tức là trừ đi 8 83 8 các em đặt tính ra tính nhấp 83 trừ 8 3 không trừ được 8 mượn một chục của 8 thì lúc này có 13 13 8 các em nhảm như sau 8 thì bằng 3 cộng 5 các em lấy 10 5 10 5 bằng 5 như vậy 13 8 bằng 5 8 chục sau khi cho 3 mượn một chục thì còn lại là 7 chục như vậy 83 8 bằng 75 x bằng 75. Tiếp theo các em sang câu C, x chữ 9 bằng 24. Như vậy x bằng bao nhiêu? X ở đây đóng vai trò là số bị trừ của một hiệu. Chúng ta có số bị trừ, trừ số trừ bằng hiệu. Thì các em đã học cách tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, các em lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy, muốn tìm x, x là số bị trừ. Các em lấy hiệu là 24, cộng với số trừ, tức là cộng với 9. X bằng 24 cộng 9 24 cộng 19 các em đặt tính Giờ giấy nhấp Các em cộng từ phải sang trái 4 cộng 9 bằng 13 13 gồm 1 trục và 3 đơn vị Ở đây đang cộng hàng đơn vị cho nên các em sẽ viết 3 đơn vị Các em nhớ 1 trục Các em nhớ 1 trục để các em cộng vào hàng trục 2 hạ 2 Rồi nhớ 1 Các em lấy 2 thêm 1 bằng 3 Viết 3 Như vậy 24 cộng 19 bằng 33 x bằng 33. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Lớp 2C có 33 học sinh, sau đó có 4 học sinh được chuyển sang các lớp học khác. Hỏi lớp 2C còn lại là bao nhiêu học sinh? Thì như vậy, các em sẽ tóm tắt bài toán là như sau. Lớp 2C có tất cả là 33 học sinh. Chuyển đi 4 học sinh, Bốn học sinh chuyển đi các lớp khác. Thì phần đoạn thẳng còn lại chính là số học sinh còn lại của lớp 2C. Muốn tính số học sinh còn lại, các em lấy số học sinh lúc đầu là 33 học sinh trừ đi 4 học sinh chuyển đi. 33 4. Như vậy, chúng ta có lời giải chi tiết như sau. Lớp 2C còn lại số học sinh là 33 4 bằng 29 học sinh. 13 4 bằng 9. 3 không trừ được 4 các em mượn một chục của hàng chục thì các em có 13, 13 4 bằng 9. 3 chục sau khi đã cho mượn một chục thì còn lại là hai chục. Như vậy 33 4 bằng 29. Đáp số là 29 học sinh. Tiếp theo các em sang bài tập số 4, đấu vui. Người ta trồng 11 cây vào hai đoạn đường cắt nhau. Mỗi đoạn đường đều có 6 cây. Em hãy vẽ hình thể hiện điều đó. Đầu tiên các em vẽ đoạn đường thứ nhất và các em thể hiện mỗi cây là một chấm. Có 6 cây là có 6 chấm. Đoạn đường thứ hai cũng có 6 cây. Hai đoạn đường này cắt nhau. Như vậy hai đoạn đường sẽ có một cây chung. Đoạn đường thứ hai cũng có 6 cây, như vậy các em phải vẽ thêm 5 cây nữa. 1 2 3 4 5. Như vậy là các em có hai đoạn đường cắt nhau. Hai đoạn đường này Người ta trồng 11 cây Và mỗi đoạn đường có 6 cây 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tổng là 11 cây Hai đoạn đường có một cây chung Cho nên tổng là 11 cây Thì như vậy bài tập Số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.